Phủ Nghiêm Quân hội đồng để Tam Châu thoái thành tân thay là dâng nước một sở bằng mây, dâng nước một sở vì đồng phán hỏi đền thờ. Sông đà sóng vỗ gì mà cạo mấy tầng cảnh thanh thân tiểu quang mà mây tỏ chúa thác bờ đặt tiên nở sáng sinh dòng họ áo trắng đài xanh. Xà tích ở bên mình túi dao, đôi mắt vượng hoa cài châm dắt vầng trán xinh, vẻ mặt thêm tươi môi giòn nở đóa hoa cười. Cánh vượt nét cong cong uốn lượn đường tơ xinh xinh để liễu thân thờ. Học dọc con đi sông Đà rào khắp suối khe bao nhiêu thiệt bè xuôi ngược đang đi về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
được chiếc thuyền kề đồng tiên. Khắp mọi nơi kêu cầu lễ bái ai lỗi lầm, xin Chúa đói lòng thương, mặc dầu ai cắn số giờ xưa. Xin thắp một nén hương đến kêu cầu, ai nhất tâm sở cầu sẽ tất nâng độ cho người phúc đằng hà xa. Nếu còn riêng ai mà vẫn hà xưa cô, sông đã rào khắp suối khe, trên hàng miếng suối rút Chúa trèo về. Khoang bơi thuyền rồng Chúa thác đang treo dưới sông Đà, họ dô khoan ơi khoan khoan họ khoan khoan họ dô khoan ơi khoan khoan họ khoan. Này dùng ý cách yêu ý dịu dàng ý à. Rừng bạch mai rừng gung rừng thơm, con đường lên luân lượn gung rồng. Hoan họ hoan ơi họ dù hoan, hoan hoan họ hoan ơi họ dù con sông Đà rào qua suối qua khe, từ hàng điều suối rút trèo về, từ trên hàng điều suối rút trèo về.
nghịch buông câu thả lưới. Dậy người mường đi lên dậy làm nương, tiếng ai hát bên sườn núi sau lưng đèo quỷ mèo ca hát. Tiếng ai hát bên sườn núi sau lưng đèo người mường đi về. Trên hồ ba bể, trên hồ ba bể 12 cửa ngọn. Lên sân lâm rừng lan mi rừng cúc, rừng xúc vương rừng cúc mi rừng phong. Đường về làng sơn cuốn lượn theo khúc rồng, đường về làng sơn cuốn lượn theo khúc rồng. Qua lương sơn rồi thẳng tới sông sông buồn, qua lương sơn về tới sông sông buồn. Non cao vẫn lượn đi khúc sông, dân cư vắng vẻ xóm làng lơ tơ, trâu lắc mõ gà rừng bùng tát, vườn ru con ra giết cái cánh đầu, con chim cơ múa quạt đi bên lầu. Ngọc là con đi sông Đà, rào khắp suối khe bao nhiêu thuyền bè, xuôi ngược đang đi về. Khắp mọi miền con kêu công vòng bài, ai có cái lỗi nhầm Chúa xóa lòng thương còn riêng ai, cách riêng số đang rõ xa. Một tuần hương đi kêu cầu, nay đã nhất tâm sở cầu đất ứng chú độ cho người, vật vật hạt tai qua còn riêng ai, cách trở giang hà.
vận hạ xứ qua đi yêu cửa chúa là chúa bà về đồ cho đi xuống độ cho tay quá nên nạn khỏi đồ ra chúng họ xương được bình an nhưng mà ai ơi uống nước phải nhớ nguồn vun trồng cây tâm đức để dành cho đời sau. Sang nghe chuông rùa vắng 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 chiều ra hồi cung sông hoa quê nhà suối lấn sông hoa quê nhà sầu năm hiền thánh một tòa ngôi trên sông hoa đẹp uy nghĩa rõ ràng nay ai đến tới làng Sơn Châu thổ ngắm cảnh rừng cái suối đỏ thác reo mới rõ ràng đích cũ lê chiều nhường nghề ngọc đúc đúc như đôi mày ngài tựa khuyết vầng trăng đôi chấm cài soi nước lòng lành lắng đầu nó dương dinh quay lắng đầu nó bằng nghe con chim khứu đang véo vòn xin nay đông là rừng xin mạnh gọi bà nhát sông lên là anh nhàn sập sầm tròn nghe kim cuốc kêu gợi cảnh chiều hồ cuốc kêu gợi cả
cánh chiều. Tiếng chim gõ kiến nó gợi nỗi buồn bâng khuâng. Ông hổ gầm vang trong ngang đồng, bầy báo hoang dạo lượn tìm mồi yêu này đang ngơ ngác ven đồi. Suy vì mà hưu lúng đàn đá vàng đang lơ lửng dưới khe tôi đêm hôm qua. Ông hổ báo sầu năm về. Đôi bên cầu bắc mi sau lưng đền nơi đã xếp sập trùng chầu năm tôi linh thiêng và biên hóa thần. Dân ở cửa rừng suối lần chầu năm thương dân đêm canh khuya biến diện cái áo xanh chạm thiêu lượn nét hoa ban đêm con gà gáy canh ta. Tiếng vui hiện ra giữa rừng hồ thần chú bỗng dừng nghỉ núi chuyển các cửa ngàn bàn tiếng muốn kêu loài tà ma phách mạnh tan hồn diêu. Về đồng làm lễ dâng nhà dâng lên châu bái mười phương độ chi tay dâng nhang miệng niệm từ bi ý à. Tôi sâu sắc đang tốt tuổi sương già lên trên ngàn, lên trên ngàn lắm quà yêu hoa lên trên ngàn ngàn ở đây hoa. Đêm cơm lăn một năm nước suy khẽ một bầu dầm tài nóng lạnh học dầu rằng ngày xó mát sương lâu về hát ca ngày sương răng khói tỏa về nhạt đỏ.
tay lên, nào hãy vỗ tay lên cho khúc nhà khai hoàn. Hò ca vang, hò ca vang trước đèn ngọc nghiên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiên từ sông Hoa trèo về trên làng Sơn. Đi qua thì cùng dập dờn sóng nước lên đến Mỹ Đông Đăng, là biển giới Trung Nam có phèn giá cực sơn trang. Tiên nàng nghỉ tới nơi, chuông ba tiếng một hồi trống rục rục bồ sơn thần châu vô đôi bên bách hoa chữ vị nàng tiên. Ngập ngừng mì e lì hoa quý quỳnh, hoa quý hoa âu dăm hoa trăm sắc mì đua màu, thanh tân yêu điều dịu dàng tốt thay hồi bung. Vì ngã chín tư mắc sang, vì ngã chín tư lục lục cung thiên thánh quân sứ đi sang nghiêm. Bên trên na bán na thi làng sơn, dưới này ngôi đền thờ bà châu lục lục đang đắng nhang ngạt màu ngôi đền thờ trên sườn non cao. Đền thờ sớm chiều sương phủ mi mây buông chim kêu mi vườn hú hò gầm sơn khê chim công lạc lối đi về. Chảy tuyệt bè êm ru nay tụng chuyến lưu để ngàn tu nhân dân tôn bản con tu giặc nguyên ghi thu gian mở hồi đua thuyền. Cùng lên thi tài ba năm hơn một nghìn ngày
bồng tu sương ăn say liền tài bất thường vào sớm hôm ầm bao tố nổi lên cơn giông ầm ầm bao tố nổi ba lục cung mê công chúa thành tiên sáng sân bà đi lên đỉnh núi hoa thân để lại một đôi mê hải sao dưới sân đến làm bằng suối gió băng băng đi về vào hàng năm là khánh hội chí kỳ đúng vào ngày 20 tháng 9 đặt tiệc về sơn lâm nhưng dù ai đi tối hay về tâm phải nhớ ngày đi tiệc ngày mùng 10 tháng 5 suối gió buồm căng vững vàng rồi hỏi thăm vì cho đến bản làng nhìn xa đã thấy anh mình và môi đã sống phạt vật mê tiên người đi về tiên vào đúng ngày lành trên thường thiên đang mở tiệc có bách quan cùng đang xét việc dưới chân gian thấy có một người tâm đức nó dưng man mê tàu lên bề ngọc ra bàn sắc có bốn chữ đề lục cung hiển thánh bà sơn sang về chân cảnh chín tư bảo đầu thánh đế kíp vừa cho xin sang về chín tư thêm một lần cầu lục cung nương bà vốn hàng mì lệnh tộc mới sinh dân trên thượng này hiếu lũng giang là nơi đa cát địa ở chín tư hoàn tụ khí là nơi chúa tiền tuần vâng thank you.
đã trong bị ngọc ra ngồi bàn loan. Đêm đông xuống dưới trần gian báo mộng, bà Trần thì nương tấm đồng mẹ bảo thai. Mày mãn tuần 9 tháng mới lẻ 10 thì sinh ra mê lục quá là đẹp khác người nhận ra. Vẹn một bầu nước xong mà leo lèo trách ông rằng già sao khéo vần vơ nỡ sao vô tình thì lỡ sao lại vô tình mới ép buộc lòng tư. Dầu loạn ra về đây ý à. Tiếng hai xuân ai đi tìm nào từ mấy ai mang cũng già.
hình hoa tỏa xa ý à. Tôi linh hai hoa trầu rào rơi khắp nơi, nhạc rừng trong nắng mai cất những ca lời vang. Rồi mùa xuân xa trong nắng mới sông cao sườn đồi kỳ và suy nguyên quanh đưa qua chân trổ giàn hoa thắm tươi hoa trong nắng mai hát khúc ca chiều quần chân áo chít khăn xanh khoe màu khăn vẫn đầu quần chân áo dắt đêm quốc mùa thoăn thoắt mới truyền câu trầu đó thắm làm duyên hoa ngô cài ta chân đoan nhân tâm tổ xong người đồng nhân nhất cơ lửa duyên duyên lại bén vào duyên đạo đồng thờ thanh đã nguyện mấy lâu lại thành tâm bát nước gửi trầu thỉnh tiên dầu lô lời ca để nơi bao là sự thờ hay thoạt thờ thương thành đồng đang nói rằng về đây xuân lưng được mà gió vẫn rung bay và cao tiếng hát hỏa vàng buồn ô ca và cao tiếng hát từ rừng xanh đi về bà lộ cung công chúa hát danh phàm trần hát danh phàm trần vẽ cốt cách kỳ thánh tân yêu điều đóa phù dung
kiêng vàng ngoan bạc nhận nhớ à lên ngàn nhận nhớ à lên ngàn nét đoạn giang ni à. Ai nào dám đỏ trầu anh linh đã có tiếng vàng ý ý à, ý à. Hồi họ kỳ dăm ba thổ man ấy hiện ra người giả man hàng trời a à. Là hằng a giang thế xuống trần phàm ai dễ biết biết đâu a ê a ê a ê a. Thành ra hồi cung đồng mỏ chi lăng ai lên trên đồng mỏ chi lăng dầu mời dè ra cũng liễu thằng hàng cho
người xa. Rủ nhau chạy hồi đèn mỏ ba sớm chiều, con đường lên đèo dỗ treo leo. Thank you.
họ phục xin mua vườn rừng dài chín ngát hương hồng đào nghe chim gọi bạn sớm chiều thành ra hồi cùng Bắc Lì bao xa có ai lên Bắc Lì bao xa ai bồ chim mãi nhớ qua ngôi đền mẹ xuống ga ga Bắc Lì ca ghế đi đền thờ sâu mẹ thấp mà cao mấy đồng ngàn cỏ hoang anh minh dùng là bầy chim mua xíu rít quỳ đông còn chim oanh xíu rít bên lâu dù con dâu gì tú lâm sơn đẹp cảnh tự nhiên trời một bầu gió mát trăng thanh ở bên gành suối reo đường quận khúc quanh đèo dốc núi con lối hiểm nghèo đất đất sỏi đá ong rơi một vùng sơn thủy thong dong tân thanh biên giới là kỳ vùng đất Lạng Sơn này dăm thứ của em vì rừng mẫu mê sau bí rừng củ đậu măng tươi thơm làm rau sáng củ bà sơn mây mà răng phủ nô ngôi đền là lập ở chốn ngàn xanh rộng rộng sâu trên sườn núi sau lưng mèo cổ mèo ca hát sâu 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 trên sườn núi sau lưng mèo người mèo đi về về hoa ban nở trắng, chùa bé
về đồng trăm qua ngắm nhìn neo rộng 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 bên sườn núi sau lưng đèo người mèo cát. Đi hái dạo hoa nhớ sông tình sao đầu
nó gọi nhau. Ánh nước mai sáng tỏ đi xin to, một màu xuân sắc đang tốt tươi sương già. Lên trên ngàn lắm quà đi nhiều hoa, lên trên ngàn ở đây hoa. Tây tiên tỉa lá vinh đành, non cao đùng đỉnh một mình hái hoa. Hai trăm hoa mang về rừng mẫu, đổ cho thanh đồng phúc lộc đề đa, đổ cho họ dương thanh đồng phúc lộc đề đa. Dân người đã bước về đây, xây mầm đơn ý bắt cầu minh hoa. Đẹp như sao băng hồ mật ý à. Ngày ban cho tiền tốt lụa dây bổng lộc cho lắm về đi chứ ăn nhiều, bà ban cho giải nhất sang liêu bổng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Thành đầu ngọt nhạc khói phục ngờ, 30 mùng 1 14 hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 14. Ông Quỳnh Hoa tỏa ba xa ý à. Chảy về đâu nước trong lại lành, ngày ba ngày ba ngày năm ngày bảy ngày mười là phiên chợ mới bắt đề sông hoa tân thành kỳ lừa. Đi mau chân kẻo chờ đã bị chưa ý à. Khắp mi hòa các lúc các làng, lên đèn dầu bé tượng ngàn tôi linh. Khắp châu thổ qua lại các vùng trên non cao, nước biếc biếc ngàn trùng. Giờ Bắc Lì, giờ Bắc Lì sớm chiều đông đúc ta, đủ mọi người dân tộc xa bàn tuôn. Nghe chuông chùa vắng vắng chiều hôm, mà sao chùa bé lên con đi một bề.
Sơn Lâm Phật Tổ đã ban xiển bà anh đình bạn này túi xiển à ý hà tìm đến
đàn ngũ ấm muôn lượn để hát ca chiều chiều tư thần bên đồi à ý à. Đoàn anh yến tưng bừng mà ríu rít, tiếng nhạc hồng bay tít mi tầng không xì rào, tí xúc ven sông y hà. Nước nghi tung trắng xóa đôi dòng thác dèo, nước suối chảy quanh đèo thành ra hồi cung. Phong quang xin bảo hà xuân đấy phong quang, con thỉnh mời ông hoàng bày xin bảo hà tài tối linh. Dừng núi ngọc quanh đùi chim mà hót xước sân đền, giúp giúp học đi thấp mà cao giữa đêm xuân, đêm xuân ngoạn cánh rơi vườn đào. Đền Bảo Hà là nơi thanh tịnh, nghi thường đích mi sung mà quân lúc sinh thời, sinh thời làm tường nghi sung mà thần. Cạn ý cho non mòn cũng quyết thử ra tài, mới biết đi hoài danh đã bao phen, bao phen chiến lược đi tung hoạch.
hôm nay thịnh bóng mạc về ngày đêm nhang khói đăng nhang phục thờ trong kinh có chữ Nam Mô. Có chữ Nam Mô trong kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật Hoàng Vô Chấm Đồng Ông Hoàng Lục Di Thần Thông. Bông
tình rồi lại trần phút gặp mẹ à, tiên là người tiên, tiên là người tiên là tay lưu nguyên lý à, cùng lên duyên ô mấy cờ tình cờ sáng ngu sáng ngu lưu phan duyên là nên duyên tình cờ ơ duyên cũng lên duyên tình bờ à.
giang tay mở hoa ý động đào động đào dắt mươn con nhang đi tử ý đưa vào bà đến đây nghề mi ông ngờ đây bạn đến đây bắt nghề ông lưng 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 rũ rạch nghỉ a nghỉ ba nghìn một ngày được làm đệ tử ý a cũng là duyên nó mới nhiều nợ nhiều sáng ngu lưu phan duyên là lên duyên nợ nhiều ơ duyên là lên duyên nợ giờ sổ ý a nam tào nam tào thấy họ xương là người có tâm là người có đức ý a đưa vào bà đến đây sáng ngu liêu hoa từ đây bà đến đây bắt ghế để ông ghế mi ông tâu qua quan hoàng bày tâu qua quan nam tào quan bắc đầu số trần gian họ mắt nội đồng cây định mà sai ra hồi